Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay cùng với Học Văn chị Hiên nha. Đã có bạn nào vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì có thể bình luận cho chị biết được không nào? Rất vui được gặp các em ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu cách phân tích, đọc hiểu về văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Và chị mong rằng là buổi học này thì sẽ có sự tham gia thật là đông đảo của các bạn 2K9 nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, ở đây có bạn 2K9 nào chúng mình đã bắt đầu học chưa? Có bạn 2K9 nào chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị cho năm học lớp 9 rồi nhỉ? À, xin chào Ngọc Trúc. Thời điểm này thì các anh chị 2K8 cũng đã biết điểm này, nói chung là cũng đã nắm bắt được hết tất cả những cái thông tin để sẵn sàng cho một môi trường mới rồi. Còn với các em 2K9 thì chị nghĩ thời điểm này là chúng ta cũng nên sẵn sàng để bắt đầu năm học lớp 9 thôi, đúng không? À, Trang Ly cũng đã bắt đầu rồi này, Ngọc Trúc cũng đã bắt đầu chương trình lớp 9 rồi. Đồng ý. Khi mà đến với chương trình lớp 9 ý, đặc biệt là đối với môn văn thì chúng ta sẽ thường là bắt đầu từ phần văn học trung đại. Nghĩa là thường sẽ chuẩn bị trước phần kiến thức về các văn bản. Bởi vì đây là cái mảng kiến thức khá là nhiều trong toàn bộ chương trình ngữ văn lớp 9. Nên chúng ta có thể tranh thủ thời gian lúc hè, lúc nghỉ hè để mà chúng mình có thể chuẩn bị trước nhé. Rồi, xin chào Quỳnh, xin chào các em. Các bạn ơi, chúng mình giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Chị thấy bạn Vinh Thành rồi này. Chào các bạn. Các bạn giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá. Cũng là một cách để chúng ta lưu lại những phần kiến thức nho nhỏ thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng là sẽ cần thiết đối với các bạn đấy. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương, đặc biệt tập trung ở phần phân tích, đọc hiểu về văn bản này nhé. Khi đến với một văn bản thì chúng ta sẽ đầu tiên là có phần tìm hiểu chung liên quan đến tác giả và tác phẩm. Phần này thì các bạn có thể chủ động đọc trước ở trong sách giáo khoa. Tuy nhiên này, là để chúng ta có được những cái thông tin bổ ích cũng như là giúp cho quá trình áp dụng những kiến thức này vào việc viết bài được thuận tiện hơn này, đặc sắc hơn này, thì ở đây đối với các bạn ở trong khóa học Văn VIP 2K9 ý, thì phần tài liệu mà chúng mình được nhận sau buổi học, bên cạnh những kiến thức tổng hợp lại về tác giả, tác phẩm, thì điều đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái từ ngữ được gợi ý để các em sử dụng khi mà muốn thay thế tên tác giả, tác phẩm. Ví dụ như là đối với tác giả Nguyễn Dữ thì chúng ta có thể gọi là nhà văn họ Nguyễn này, hay là vị nho sĩ ẩn giật này, hay là ngòi bút tái tạo kỳ tài đối với những tác phẩm truyện dân gian, hay là người mở đường cho chủ nghĩa nhân đạo, hoặc là người mở đường cho loại truyện thế sự trong lịch sử văn học. Nhá, chị nghĩ rằng là những cái cách thay thế này sẽ rất là cần thiết cho chúng ta, để khi mà các em viết chúng ta cũng tránh được cái lỗi lặp từ. Rồi những cách gọi này cũng thể hiện là chúng ta có sự tìm tòi này và cũng có sự hiểu biết liên quan đến tác giả, tác phẩm. Đó nhá. Còn đối với tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục, chúng ta có thể gọi đây là thiên cổ kỳ bút, rồi là một áng văn hay của bậc đại gia, hoặc là một tác phẩm có văn từ thanh lệ. Những cách gọi này thì đều có cơ sở, đều được rút ra từ những nhận định, từ những cái lời đánh giá của các nhà nghiên cứu liên quan đến tác giả Nguyễn Dữ hay là liên quan đến Truyền Kỳ Mạn Lục. Bởi vậy mà chúng ta có thể vận dụng linh hoạt các bạn nhá. Rồi, xin chào các em nhá. Xin chào các bạn. Ok, các bạn hình dung ra không nào? Đấy, thế nên rằng là khi mà chúng ta tìm hiểu về Chuyện Người Con Gái Nam Xương, trước tiên chúng ta nắm bắt thông tin về tác giả Nguyễn Dữ này, rồi nắm bắt thông tin về tác phẩm Truyền Kỳ Mạn Lục, và cũng đừng bỏ qua những cách thay thế tên tác giả, tác phẩm như thế này nhé. Sau đó thì chúng mình cũng cần phải nắm bắt những thông tin cơ bản liên quan đến văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Đây là chuyện thứ 16 trên tổng số 20 chuyện của tập Truyền Kỳ Mạn Lục. Và cái câu chuyện này thì được tác giả Nguyễn Dữ viết dựa trên cốt truyện cổ tích Vợ Chàng Trương. Thế thì chúng mình sẽ cùng với nhau đọc về văn bản đó ở trong sách giáo khoa nhé. Thì khi mà đến với chuyện Người Con Gái Nam Xương ấy, bước sang phần phân tích chi tiết, thì điều đầu tiên là chúng ta tập trung vào nhân vật Vũ Nương giúp cho chị nhé. Chúng mình tập trung vào nhân vật Vũ Nương. Thì ở đây này, trong tài liệu của khóa học Văn VIP, thì trước tiên là chúng ta có một cái sơ đồ để các bạn hình dung được là nhân vật Vũ Nương thì mình sẽ triển khai thông qua các ý chính như thế nào. Ok chưa nào? Nhá, rồi. Đó, thế thì nào bây giờ đến với nhân vật Vũ Nương nào. Các bạn ơi, chúng mình được biết đây là một nhân vật có hai khía cạnh mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu. Thứ nhất chính là vẻ đẹp của nhân vật này, và thứ hai chính là số phận của nhân vật. Về vẻ đẹp của nhân vật thì khi mà nắm bắt và khai thác các cái dẫn chứng liên quan đến nhan sắc này, liên quan đến phẩm chất, thì ta sẽ thấy được Vũ Nương chính là một người phụ nữ có vẻ đẹp hoàn hảo, một người phụ nữ đẹp người, đẹp nét, đúng không ạ? Thế còn về số phận của Vũ Nương thì thông qua việc đọc câu chuyện, chúng ta đủ để hình dung đây là một người phụ nữ có số phận bất hạnh, bi kịch. Đó, thì dựa theo cái sơ đồ này, bây giờ chúng mình sẽ cùng đi vào phân tích chi tiết nhé. Trước tiên thì cho chị hỏi, ở đây có lẽ là chúng ta cũng đã đọc văn bản này rồi. Thế thì về nhân vật Vũ Nương, các bạn có những ấn tượng với câu văn nào của nhà văn Nguyễn Dữ mà nhắc đến vẻ đẹp nhan sắc của Vũ Nương không? Các bạn có ấn tượng gì với câu văn nào của nhà văn Nguyễn Dữ mà nhắc đến vẻ đẹp nhan sắc của Vũ Nương không nhỉ? Các bạn ơi, tác giả Nguyễn Dữ đã miêu tả về Vũ Nương như thế nào? Về ngoại hình, về vẻ bề ngoài của Vũ Nương như thế nào nhỉ? Các bạn chú ý đến phần đầu của văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương giúp chị nào. Mở sách giáo khoa ra và tìm kiếm luôn dẫn chứng nào. Vũ Nương được miêu tả như thế nào nhỉ? Các em chú ý luôn đến những cái câu văn đầu tiên của văn bản. Cho chị biết nào, tác giả Nguyễn Dữ đã miêu tả nhân vật Vũ Nương như thế nào. Cái lời giới thiệu đầu tiên của tác giả Nguyễn Dữ về nhân vật này như thế nào nhỉ? Các bạn ơi, tác giả Nguyễn Dữ đã giới thiệu như thế nào đây? Có bạn nào biết không? Nào? Xinh đẹp, tư duy khéo léo. Ở đây là chúng ta đang đưa ra những cái lời phân tích rồi. Ý của chị muốn là các bạn phải dựa theo văn bản, nghĩa là trước tiên phải nhớ được dẫn chứng nhá. Cái việc mà chúng ta học môn văn hay là học về bất cứ một tác phẩm nào, dù là thơ hay là truyện, dù là văn học trung đại hay là văn học hiện đại, hãy luôn nhớ một điều giúp chị là chúng ta phải xuất phát từ văn bản. Đó, thế nên là nếu như cái bài viết của chúng ta chỉ toàn là những lời đánh giá rằng Vũ Nương như thế này, Vũ Nương như thế kia, nhưng chúng ta không chỉ ra được bất cứ một dẫn chứng nào mà tác giả Nguyễn Dữ đã viết, thì khi đó bài văn của chúng mình cũng không thể nào được điểm cao được. Các bạn nhớ nha. Đó. Rồi, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Đúng rồi, chính xác. Trong những câu văn đầu tiên thì tác giả Nguyễn Dữ đã viết là gì? Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong đó, tư dung là gì ạ? Tư dung là vẻ bề ngoài. Đó, tư dung là vẻ bề ngoài, là ngoại hình đấy. Thế nên chỉ từ một cái chi tiết nhỏ như vậy, chúng ta cũng nhận thấy là Vũ Nương có dáng vẻ và nhan sắc xinh đẹp đấy. Bên cạnh việc tác giả nhấn mạnh là tính đã thùy mị nết na nhá, thì ngay sau đó cũng có một cái nét phác họa, mặc dù là chỉ là một nét phác họa nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta cũng qua đó thấy được về dáng vẻ, về nhan sắc của Vũ Nương, và đó là một dáng vẻ và nhan sắc xinh đẹp. Đấy. Nên là trước tiên, khi mà phân tích về vẻ đẹp của Vũ Nương thì chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp về nhan sắc nhá. Và bên cạnh đó này, ngay sau đó tác giả cũng đã viết là trong làng có chàng Trương Sinh, đúng không ạ? Yêu mến Vũ Nương vì dung hạnh nên xin với mẹ đem 100 lạng vàng cưới nàng về làm vợ. Thế thì 100 lạng vàng sính lễ đó, chị nghĩ rằng đó cũng là một trong những yếu tố để cho chúng ta nhận thấy là Vũ Nương được Trương Sinh trân trọng. Một phần là bởi vì có nhan sắc, có dung hạnh, đúng không ạ? Nhá, đấy, thế nên rằng là cái dẫn chứng mà chàng Trương Sinh đem một cái đem cái sính lễ lớn như vậy để xin với mẹ để mà cưới Vũ Nương về làm vợ, thì chị nghĩ đó không phải là một cái dẫn chứng mà chúng ta đem ra để đánh giá rằng đây là một cuộc hôn nhân hoàn toàn là bất công, một cuộc hôn nhân hoàn toàn là không cân xứng, một cuộc hôn nhân mua bán. Mà chị nghĩ rằng cái sính lễ đó ấy, cũng cho thấy là Vũ Nương được trân trọng như thế nào. Đồng ý không ạ? Nhá. Thế nên có một yếu tố thứ hai ở đây là Vũ Nương cũng được Trương Sinh yêu mến và vì dung hạnh của mình, nên vẻ đẹp của Vũ Nương được mọi người yêu mến. Tóm lại thì Vũ Nương là một người phụ nữ có dáng vẻ, có nhan sắc xinh đẹp. Đó là nét khắc họa đầu tiên của tác giả Nguyễn Dữ. Và đó cũng là cái vẻ đẹp đầu tiên mà chúng ta có thể chỉ ra được một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng liên quan đến nhân vật Vũ Nương. Ok chưa? Đó, nên là các bạn ghi nhớ trước tiên nhé. Đây, chúng ta cứ dựa sát theo cái sơ đồ này thì đến với vẻ đẹp hoàn hảo của Vũ Nương thì mình sẽ có trước tiên là vẻ đẹp về nhan sắc này. Có 2 dẫn chứng nho nhỏ như vậy. Bây giờ, quan trọng hơn nữa chính là phần vẻ đẹp về phẩm chất nhé. Phẩm chất của Vũ Nương thì sẽ có rất là nhiều những phẩm chất khác nhau. Còn nhớ là khi tìm hiểu về nhân vật này trong khóa học mùa hạ, khi chị đặt ra câu hỏi là theo em thì Vũ Nương, các bạn đã đọc văn bản rồi, thì em nhận thấy Vũ Nương là một người phụ nữ như thế nào? Thì đã có rất là nhiều những từ khóa được các bạn nhỏ đưa ra. Nào là một người đoan trang, thùy mị, một người vợ đảm đang, một người vợ thủy chung với chồng, một người con dâu hiếu thảo, một người mẹ yêu thương con, rồi một người sống trân trọng tình nghĩa, vân vân. Tất cả những từ khóa đó đều đúng. Nhưng vấn đề đặt ra là ta sẽ sắp xếp các cái phẩm chất ấy như thế nào để quá trình phân tích của mình được logic này, đầy đủ và không bị lặp dẫn chứng. Đồng ý với chị không? Khi mà học thì rồi các bạn sẽ nhận thấy là có những dẫn chứng thể hiện cho nhiều phẩm chất khác nhau. Ví dụ nhá, ví dụ như là có dẫn chứng về việc Vũ Nương chăm sóc cho người mẹ chồng khi mà người mẹ chồng đau ốm. Thì tất nhiên dẫn chứng đó thể hiện trực tiếp cho tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương. Nhưng ta cũng có thể sử dụng dẫn chứng đó để nhấn mạnh rằng Vũ Nương là một người nữ đảm đang, tháo vát, chăm lo cho gia đình mà. Thế nên rằng ở đây thì chị có chia ra thành 3 ý lớn về phẩm chất của Vũ Nương. Các bạn theo dõi thì sẽ thấy này. Trước tiên, Vũ Nương là một người đoan trang, thùy mị, đảm đang, tháo vát. Đây như là cái bản tính của Vũ Nương rồi. Đã được giới thiệu, đã được tác giả Nguyễn Dữ khẳng định ngay từ đầu. Chi phối tất cả những hành động, suy nghĩ và tình cảm của Vũ Nương. Sau đó, chị sẽ phân tích những cái phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương trong mối quan hệ đối với mọi người trong gia đình. Đó, đồng ý không ạ? Đối với mẹ chồng thì Vũ Nương là người con hiếu thảo. Đối với chồng thì Vũ Nương là một người vợ thủy chung. Đối với con thì Vũ Nương là một người mẹ yêu thương con. Và đối với mọi người thì Vũ Nương là một người sống trọng tình, trọng nghĩa. Và cuối cùng, một cái nét phẩm chất rất đặc biệt ở Vũ Nương, có thể coi đây như là một cái nét phẩm chất thể hiện rất rõ trong ngòi bút nhân đạo của tác giả Nguyễn Dữ. Khi mà tác giả đã có cái sự sáng tạo những chi tiết kỳ ảo, những cái yếu tố kỳ ảo để nhằm cho thấy Vũ Nương là một người phụ nữ như thế nào ạ? Giàu lòng tự trọng. Đấy, thì có 3 cái nét phẩm chất này. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích nhá. Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra chưa nào? Không biết là ở đây thì có bạn nào chúng ta có những từ khóa khác hoặc là em còn nhận thấy những phẩm chất nào nữa của Vũ Nương không? Hãy chia sẻ cho chị biết nhé. Các bạn còn nhận thấy là ở Vũ Nương sáng lên những phẩm chất nào nữa nhỉ? Sáng lên những vẻ đẹp nào nữa mà em cảm thấy rất là ấn tượng không? bên cạnh những phẩm chất mà chị vừa nêu ở đây. Các bạn hãy tích cực tương tác lên nhé. Tích cực tương tác và chúng ta có thể là phản hồi trước những câu hỏi mà chị đặt ra. Đấy cũng là một cách để chúng ta tập trung vào bài học đấy. Đâu rồi? Các chiến binh 2K9 đâu rồi? Các anh chị 2K8, thế là sau cái thời gian sụp sôi thì bây giờ ai cũng đã có bến đỗ của mình rồi. Còn bây giờ các em 2K9 đây này, bắt đầu chặng hành trình đây này. Không biết là có đủ cái tinh thần, không biết là có quyết tâm như các anh chị 2K8 không đây. Rồi. À, thì vừa rồi chị có đặt ra một câu hỏi nho nhỏ. Đó là ở đây thì chị cung cấp luôn một cái dàn ý về nhân vật Vũ Nương. Nhưng mà cũng có thể là từ góc độ của các em, khi các bạn đọc văn bản này, các bạn sẽ phát hiện ra hoặc là em cảm nhận thấy Vũ Nương còn có những phẩm chất khác nữa. Nếu như có thì các bạn hãy bình luận cho chị biết nhé. Rồi, đây là tài liệu ở trong khóa học Văn VIP dành cho các bạn 2K9 nha. Nên là văn bản nào chúng ta cũng có cái tài liệu chi tiết như thế này cả. Nên các bạn nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái khóa học mà chúng mình vừa học chi tiết cụ thể cùng với giáo viên, và sau đó thì có cái bộ tài liệu đầy đủ chuyên sâu, thì các bạn có thể tham khảo về khóa học Văn VIP 2K9 nha. Rồi, thế thì bây giờ các bạn sẽ muốn là chúng ta phân tích về phẩm chất nào của Vũ Nương. Một trong ba phẩm chất này thì các em muốn chị nêu rõ hơn và giải thích cụ thể hơn về phẩm chất nào của Vũ Nương đây. Các bạn hãy chọn ra một trong ba phẩm chất này để ngay sau đây thì chúng mình sẽ cùng phân tích kỹ nhé. Các bạn ơi, các bạn muốn là chị sẽ phân tích kỹ và chỉ ra Vũ Nương là một người như thế nào đây. Nét phẩm chất nào mà các em đang quan tâm về nhân vật Vũ Nương nhỉ? Chị đang hỏi về phẩm chất mà. Chị đang hỏi về phẩm chất nha Hồng Phúc nha. Chúng mình đang đến với luận điểm về vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương. Thế nên là các bạn hãy tập trung vào một trong ba. Các bạn tập trung vào ba nét phẩm chất này và hãy chọn ra một nét phẩm chất mà các em đang quan tâm. Đó, thì chị sẽ cùng với các bạn phân tích kỹ ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhé. Hiếu thảo với mẹ chồng này. Bạn Quỳnh Trang đang quan tâm tới tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương đối với mẹ chồng. Bạn Hân Ngọc thì quan tâm tới việc Vũ Nương có cái tinh thần, có cái tấm lòng rất là giàu lòng tự trọng này. Rồi bạn Toàn thì là quan tâm tới phẩm chất thứ hai, nét phẩm chất thứ hai. Rồi đồng ý. Có thể thấy là ở đây nét phẩm chất thứ hai, tấm lòng hiếu thảo với mẹ chồng đang được các bạn quan tâm, đúng không? Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng phân tích nét phẩm chất đó nhé. Sau đấy nếu còn thời gian thì chị sẽ hướng dẫn các bạn cách phân tích Vũ Nương là một người giàu lòng tự trọng như thế nào. Nào, bây giờ đến với tấm lòng của Vũ Nương, phẩm chất của Vũ Nương đối với mọi người nha. Đây, hiếu thảo với mẹ chồng này, thủy chung với chồng này, yêu thương con và sống trọng tình nghĩa. Thật ra ấy, khi mà chúng ta học văn bản này lần đầu tiên, khi mà các em học ở trên lớp, thì chị cũng mong là các bạn sẽ phát huy được cái sự đánh giá của cá nhân các em trước khi mà chúng ta tiếp nhận những cái lời đánh giá bình giảng từ phía người khác. Có nghĩa là các bạn hãy đọc thật kỹ văn bản nhé. Các bạn hãy đọc thật kỹ văn bản để nắm bắt được các dẫn chứng. Sau đó thì chúng ta từ những dẫn chứng đấy, mình hoàn toàn có thể đánh giá nhận xét được Vũ Nương là một người như thế nào. Nhưng ở đây là tài liệu phân tích chuyên sâu, bởi vậy mà các luận điểm đã được xây dựng hoàn thiện rồi. Trong mỗi luận điểm đó thì sẽ có dẫn chứng, sẽ có lý lẽ. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng triển khai một luận điểm, đó là Vũ Nương là một người con dâu hiếu thảo với mẹ chồng nhé. Chúng ta sẽ chia ra thành các giai đoạn để có thể phân tích kỹ được cái tấm lòng hiếu thảo này của Vũ Nương. Trước tiên là khi mẹ chồng đau ốm. Chưa? Thứ hai là trong cái lời trăn trối của bà mẹ trước khi mất. Và thứ ba là khi mẹ chồng mất. Đó, có ba cái giai đoạn như vậy và bây giờ ta sẽ khai thác các dẫn chứng nha. Trước tiên này, Khi mà mẹ chồng đau ốm thì tác giả Nguyễn Dữ cũng đã miêu tả và cũng đã diễn tả về hành động của Vũ Nương, đó là gì? Nàng hết sức thuốc thang này, lễ bái thần Phật này, lấy lời ngọt ngào và khéo khuyên lơn. Dẫn chứng này cho chúng ta thấy điều gì ạ? Nếu như việc nàng hết sức thuốc thang là chăm sóc về sức khỏe cho mẹ chồng này, nếu thì cái việc nàng lễ bái thần Phật hay là lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn còn cho thấy cái sự khéo léo của Vũ Nương, chăm sóc hết lòng cả về sức khỏe, cả về đời sống tâm linh hay là đời sống tinh thần cho người mẹ chồng nữa. Sự chăm sóc trên mọi phương diện như thế, cái tấm lòng chân thành của Vũ Nương như thế, ta có thể thấy được đây là một người con dâu rất chu đáo, đúng không ạ? Một người con dâu rất chu đáo. Sự chu đáo của Vũ Nương đã được tác giả khẳng định trong những lời trần thuật. Đây là lời của tác giả, lời của người kể chuyện đấy. Nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật, lấy lời ngọt ngào khôn khéo hơn. Có thể thấy là Vũ Nương đã chăm sóc mẹ chồng bằng cả cái tâm, cái đức của mình, rất tận tụy, chân thành. Đấy là nét khắc họa đầu tiên của tác giả, giúp chúng ta nhận thấy được tấm lòng hiếu thảo của Nương nhá. Ý chưa? Rồi tiếp tục. Có một điều đặc biệt và cho thấy sự khéo léo của tác giả Nguyễn Dữ ở đây khi mà khắc họa về tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương. Bởi chúng ta biết, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là một mối quan hệ vẫn luôn tiềm ẩn nhiều cái sự mâu thuẫn, dễ phát sinh mâu thuẫn, đúng không ạ? Một mối quan hệ mà khó để mà thường thì sẽ khó để mà gũi thân thiết. Thế nhưng mà ở đây, cách mà tác giả Nguyễn Dữ thể hiện Vũ Nương là một người hiếu thảo, rất khéo léo và tinh tế, tác giả đã gửi gắm thông qua lời dặn dò của người mẹ chồng trước khi mất. Nếu như mà hoàn toàn đều là những lời trần thuật của người kể chuyện, nghĩa là của người ngoài nhìn vào ấy, thì đôi khi sẽ không thuyết phục bằng chính lời nhận xét, lời dặn dò, bằng chính cái cảm nhận của người mẹ chồng đối với Vũ Nương, đúng không các em? Nên riêng cái việc mà tác giả xây dựng lời thoại của người mẹ chồng trước khi mất cũng đã là một cái nét độc đáo, cũng đã là một cái nét tinh tế, khéo léo của tác giả Nguyễn Dữ khi khắc họa về nhân vật Vũ Nương rồi đấy. Các bạn nhớ nha, bởi vì nếu như mà so sánh với cả cốt truyện gốc Vợ chàng Trương ấy, thì cái số lượng lời thoại hay là cái sự đặc sắc trong lời thoại không thể nào đặc sắc và tinh tế bằng ở trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Vậy nên những lời thoại của các nhân vật ở trong văn bản này, ở trong tác phẩm này là một điểm đặc sắc, là sự sáng tạo và là tài năng của tác giả Nguyễn Dữ đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng khám phá và cùng phân tích cái lời dặn dò của người mẹ chồng trước khi mất nha. Đây, trước tiên thì bà mẹ có dặn dò như thế này: ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt, một tấm thân tàn, quy trong sớm tối. Việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Đó, chúng ta có một đoạn như thế này nhá. Toàn bộ lời thoại của bà mẹ thì còn nữa cơ, nhưng trước tiên là ta tạm thời dừng lại ở đây để phân tích nào. Và thêm một điều nữa mà chị mong muốn các bạn hiểu được trước khi phân tích cái lời thoại này, đó là gì? Đây là lời trăn trối của một người trước khi mất. Cái sự chân thành, sự chân thật của nó tuyệt đối. Nghĩa là trước lúc mất thì những lời mà người ta nói ra ấy là những lời từ tận đáy lòng. Không còn ai gian dối ở trong cái lúc này nữa rồi, đúng không? Thế nên rằng là tất cả lời nói của người mẹ trong lúc này là những lời thật lòng nhất. Bởi vậy mà bà mẹ chồng nói những điều gì thì chúng ta cũng sẽ đều cảm nhận được. Đó là sự thật, đó là những tình cảm rất chân thành. Vậy thì trước tiên bà mẹ con nhắc đến cái quy luật sinh tử ở đời. Đó là gì? Đó là vận trời khó tránh, đúng không ạ nhá? Đó là gì? Đó là ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Và mẹ có nhắc đến cái số phận của con người thì không thể nào do tự con người định đoạt được. Đó là số trời rồi, đó là vận mệnh rồi, không thể nào kháng cự lại được, không thể nào khác được. Đó. Thế thì bà mẹ nhắc đến điều đấy để làm gì ạ? Tại sao trong cái lời dặn dò rất là quan trọng này thì bà mẹ lại hết lòng và muốn nói đến, muốn nhấn mạnh đến cái việc là số phận của con người là do ông trời quyết định rồi. Số trời đã định là như thế rồi. Đấy, bà mẹ hết lời nói về cái điều đó trước đã. Thì theo các em là ở đây bà mẹ muốn nói về điều gì? Bà mẹ thể hiện cái tình cảm gì qua đây? Bà mẹ muốn nhắn nhủ với Vũ Nương điều gì qua cái việc là mong nàng hiểu được rằng là số phận của con người đã định như vậy. Dẫu cho con muốn thì cũng không thể nào thay đổi được. Đồng ý không nào nhá? Theo các bạn thì bà mẹ nói về điều đó để làm gì ạ? Nói về cái quy luật sinh tử ở đời để làm gì? Nói về chuyện ngắn dài có số, tươi héo bởi trời, tự con người ta không thể nào quyết định được số phận. Ok chưa? Thì để nhằm điều gì nhỉ? Để nhằm điều gì đấy? Theo các bạn là để nhằm điều gì nhỉ? Trong cái giây phút mà bà gần đất xa trời rồi, khi mà nói với cả con dâu thì bà rất nhấn mạnh điều đó. Nào các bạn ơi, bà mẹ nói về điều đó để làm gì đấy? Các bạn hình dung ra không? Chúng mình đừng bỏ qua những lời nói này nhá. Chị thấy là khi mà phân tích về lời nói của người mẹ chồng trước khi mất thì ai cũng có thể nhắc đến và thấy được rằng là người mẹ chồng ghi nhận cái tấm lòng của Vũ Nương và chúc phúc cho Vũ Nương. Nhưng trước tiên là mẹ có nói về việc sống chết ở đời ấy, là không thể nào tự định đoạt được. Nói ra điều đó là để làm gì đấy? Là để Vũ Nương không đau lòng và tự trách sau khi bà mất này, là không muốn Vũ Nương nghĩ là do mình chăm sóc không kỹ nên mẹ mới mất. Rồi chị hiểu ý của các bạn, nhưng mà chúng ta cố gắng là diễn đạt khéo léo hơn nhá. Đồng ý không? Các bạn hiểu đúng hướng rồi đấy. Có nghĩa là ở đây việc mà bà mẹ trước khi mất hết lòng nhắn nhủ là rằng là gì? Là cái số phận của con người ấy thì không thể nào là tự định đoạt được, không thể nào là muốn mà có thể quyết định được. Cái đó là do ông trời quyết định rồi, cái đó là số phận ở đời rồi, là vận mệnh rồi, đúng không ạ? Là để làm gì? Là bà mẹ, bởi vì bà mẹ hiểu được rằng Vũ Nương đã hết mực yêu kính và chăm sóc cho mình, thế nên khi bà mất thì chắc chắn Vũ Nương sẽ rất là đau lòng. Và với tấm lòng của Vũ Nương thì có lẽ Vũ Nương cũng sẽ tự dằn vặt, tự trách bản thân về việc là không thể chăm sóc tốt cho mẹ chồng, khiến cho mẹ chồng phải ra đi như thế. Đó, bà mẹ hiểu về cái điều đó, hiểu tấm lòng đó của Vũ Nương. Bởi vậy, bà mới nhắn nhủ để làm gì? Để khuyên Vũ Nương là hãy chấp nhận nỗi đau. Không phải là do nàng không làm tốt bổn phận của một người con dâu, mà là bởi vì do số trời đã định, không thể nào được. Nên câu nói này của mẹ chồng cũng đã thể hiện tình yêu thương dành cho con dâu rồi đấy. Hiểu cho con dâu, hiểu cho những suy nghĩ, hiểu cho những tình cảm, hiểu cho nỗi đau đó của người con dâu khi mà bà mất. Thế nên là bà nói ra điều đó vừa là để an ủi. Đấy, đồng ý không ạ? Vừa là để an ủi và cũng vừa là để vỗ về, để cho Vũ có thể phần nào giảm đi, phần nào vơi bớt đi cái sự đau lòng, vơi bớt đi cái nỗi đau khi mất. Đấy là điều đầu tiên nhá. Sau đó thì mà mẹ chồng có những lời chúc phúc dành cho Vũ Nương. Sau này trời sét long lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng giống như con đã chẳng phụ mẹ. Đây là lời ghi nhận của bà mẹ chồng đối với Vũ Nương, đúng không? Đó, ghi nhận cái công lao của Vũ Nương đối với gia đình, cũng giống như con đã chẳng phụ mẹ mà. Đó, bà mẹ chồng ghi nhận công lao của Vũ Nương đối với gia đình. Rồi từ đó thì bà bày tỏ niềm tin tưởng rằng Vũ Nương sẽ được hưởng hạnh phúc sum vầy, xứng đáng với những mà nàng đã bỏ ra, xứng đáng với cả phẩm chất tốt của nàng. Đây là một lời chúc phúc, lời cảm tạ của mẹ chồng dành cho con dâu các bạn nha. Đó. Và cuối cùng khi mà mẹ chồng mất thì nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ thì lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Đó cũng là tấm lòng của Vũ Nương để cho thấy Vũ Nương đã giữ trọn đạo làm con, đã tận hiếu với mẹ chồng. Chưa nào nhá? Thì tóm lại này, nhận xét về tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương, chúng ta có thể thấy rằng Vũ Nương đã đối xử với mẹ chồng bằng cả cái tâm và cái đức của mình, khiến cho một mối quan hệ vốn tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn nay lại thuận hòa và rất giàu tình cảm, rất giàu sự chân thành ở đó. Lời của người mẹ trước khi mất chính là lời nhận xét khách quan và trung thực nhất, cảm động nhất về tấm lòng của ông. Tác giả qua đó đã gián tiếp ca ngợi sự hiếu thảo, đảm đang, tháo vát và chăm lo chu toàn công việc gia đình của nhân vật Vũ Nương. Thế là khai thác và khắc họa về tấm lòng của Vũ Nương đối với mẹ chồng ấy, thì tác giả vừa sử dụng những lời trần thuật và vừa sử dụng lời thoại của người mẹ chồng. Đấy, thế là vừa là miêu tả từ góc độ bên ngoài nhìn vào, và cũng vừa là đứng trên góc độ của người trong cuộc để đưa ra những lời miêu tả, những lời nhận xét. Đó, thế nên rằng đây là một sự khéo léo của tác giả Nguyễn Dữ để làm nổi bật được tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương các bạn nhá. Các em hình dung ra chưa nào? Các bạn hình dung về tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương chưa? Hãy nhớ là chúng ta có nhiều dẫn chứng, thì khi mà có nhiều dẫn chứng như vậy, chúng ta hãy chia ra thành các cái cụm ý khác nhau. Ví dụ như ở đây là chia ra là khi mẹ chồng đau ốm này, rồi là trong cái lời dặn dò của bà mẹ trước khi mất này, rồi là khi mà mẹ chồng mất này. Đấy, chúng ta chia ra như vậy, xong rồi trong từng ý thì mình lại khai thác các dẫn chứng nhỏ hơn. Thì khi đó các bạn sẽ không lo là bị thiếu dẫn chứng. Nhớ chưa nào? Em đã hình dung ra chưa? Đến đây thì các bạn đã hiểu bài chưa nào? Hiểu về tấm lòng hiếu thảo của Vũ Nương chưa? Phản hồi cho chị biết nhá. Các bạn phản hồi cho chị biết, sau đó chị mới chuyển sang phần tiếp theo được. Rồi, em đã hình dung ra rồi này. Các bạn khác thì sao nhỉ? Nếu như mà các em muốn lưu lại những phần phân tích như vậy thì các bạn có thể chia sẻ phần phát trực tiếp này nha. Ngọc Loan ơi, em chưa hiểu ở dẫn chứng nào? Các bạn chưa hiểu ở dẫn chứng nào nào? Đây là bài lớp 9 nhá, Như nhá. Phần nào mà chúng mình chưa hiểu thì hãy bình luận rõ hơn giúp chị là em chưa nắm rõ ở chi tiết nào hoặc là ở dẫn chứng nào, thì chị sẽ giải thích lại nhá. Còn chị nghĩ rằng là những dẫn chứng mà tác giả viết ở đây ấy, thì chúng ta đã đi theo cái trình tự là từ dẫn chứng rồi suy ra nội dung. Nghĩa là mọi cái nội dung đánh giá phân tích của chúng ta là đều có cơ sở. Đấy, thế nên rằng là quan trọng là chúng ta phải xác định được dẫn chứng đã, rồi đọc kỹ cái dẫn chứng đấy. Và đây là văn học trung đại, thế nên là cũng sẽ không tránh khỏi những cái từ ngữ hơi xa lạ với chúng ta. Nên các bạn còn phải bám sát với phần chú thích sách giáo khoa để chúng ta hiểu rõ được từng câu dẫn chứng nha. Giá trị của tác phẩm là gì vậy ạ? Số 2 là số 2 nào ạ Ngọc Loan? Chị đang chưa hiểu số 2 ở đây là số 2 gì? Còn giá trị của tác phẩm chị thấy bạn Hoàng Anh hỏi từ nãy đến giờ luôn. Thế thì nếu như mà muốn xác định nhanh chóng em có thể đọc luôn cái phần ghi nhớ sách giáo khoa nhé Hoàng Anh nhé. Đó chính là phần tổng kết về giá trị của tác phẩm đấy. Còn nếu như mà xác định kỹ thì tác phẩm này có những giá trị về nội dung, về nghệ thuật này. Trong giá trị về nội dung thì có giá trị về giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực này. Em có thể khai thác ở các cái góc độ đấy nha. Chị đang chưa biết là số 2 mà Ngọc Loan bình luận là số 2 nào, là dẫn chứng nào đây. Chị đoán là cái sự chưa hiểu của chúng mình có thể đến từ việc tác giả sử dụng các cái hình ảnh đây, đúng không? Đây, ví dụ như là tác giả viết là lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh, nghĩa là ai cũng muốn là được có thể được sống lâu này, đúng không ạ? Nhưng mà số phận ông trời đã định như thế rồi nên không thể nào chỉ theo ước muốn của mình được. Còn nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt, một tấm thân tàn nguy trong sớm tối. Đó là việc bà mẹ nhắc đến chuyện là bà đã gần đất xa trời rồi. Ý là nói đến những cái sự, đây, nước hết chuông rền hay số cùng khí kiệt là đều nói đến cái việc là tận số đấy, ok chưa? Đều nói đến việc tận số. Đấy, ý nghĩa của những hình ảnh đó là như thế. Lời nói và những cái lời thoại ở trong tác phẩm này có rất là nhiều các hình ảnh, các từ ngữ. Và trong sách giáo khoa cũng đã chủ động là chú thích ra cho chúng ta rồi. Nên các bạn bám sát cả thích đấy nữa nhé. Rồi, đó. Thì đó chính là về tấm lòng hiếu thảo của nhân vật Vũ Nương. Chị mong là các bạn sẽ bám sát theo các dẫn chứng này để chúng ta có thể phân tích và đánh giá. Thay vì việc là chúng mình chỉ tập trung vào việc diễn giải ra mà không có những cái lời phân tích và không có các dẫn chứng nha. Rồi, thế thì bây giờ không biết là các bạn có muốn chị phân tích thêm về cái phần mà Vũ Nương giàu lòng tự trọng không? Vừa nãy chị thấy cũng có những bạn là mong muốn phân tích về phần này đấy. Không biết là các bạn có còn theo dõi phần này không? Về việc Vũ Nương là một người phụ nữ giàu lòng tự trọng, các bạn có còn theo dõi ở đây không? Rồi, ok nhá. Thế thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu thêm về luận điểm này nữa nào. Giàu lòng tự trọng nghĩa là Vũ Nương có cái sự ý thức rất rõ về phẩm hạnh của bản thân và không cho phép việc cái phẩm hạnh đó bị vấy bẩn, cũng như là nàng thà là hy sinh cái tính mạng của mình còn hơn là phải sống trong cái sự gièm pha, sống trong cái sự hiểu lầm không thể tháo gỡ của người chồng. Đó, thế thì tấm lòng, cái tinh thần giàu lòng tự trọng của Vũ Nương chúng ta sẽ phân tích thông qua các giai đoạn như sau. Thứ nhất là khi mà nàng bị nghi oan. Thứ hai là khi mà nàng ở thủy cung. Đó, nhá, có hai giai đoạn đó. Nào, trước tiên là khi mà nàng bị nghi oan nào. Lý do mối oan khiên của Vũ Nương chính là bởi vì trong những năm tháng xa chồng thì nàng đã có mang, và trước khi mà Trương Sinh đi lính thì nàng đã có mang rồi. Và Trương Sinh đi lính chưa được bao lâu thì nàng đã sinh ra một đứa bé đặt tên là Đản. Trong những cái ngày tháng xa chồng, Vũ Nương một mình cáng chuyện gia đình và chăm sóc cho con nhỏ. Không muốn để con thiếu vắng hình bóng của người cha thì mỗi đêm nàng vẫn hay chỉ vào chiếc bóng của mình ở trên vách và nói rằng đó là cha của Đản. Thế thì đến khi mà Trương Sinh quay trở về, ta cũng biết Trương Sinh có cái bản tính là ghen tuông, đúng không ạ? Hay nghi ngờ vợ, đối với vợ thì phòng ngừa quá sức. Lần đó khi mà chỉ có Trương Sinh và bé Đản đến thăm mộ, Trương Sinh dẫn con đi thăm mộ mẹ thì bé Đản có quấy khóc. Trương Sinh muốn bế nó, Trương Sinh muốn gần gũi với bé Đản, nhưng mà nó nhất quyết không chịu. Bởi vì sao? Bởi vì là nó nghĩ rằng đây không phải là cha của nó. Bé Đản nghĩ rằng là nó chỉ có duy nhất một người cha vẫn xuất hiện hàng đêm ở trên cái tấm vách đấy thôi. Đấy, những người cha mà mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi ấy. Thôi thế là cái lời nói của con trẻ đã khiến cho cái sự ghen tuông trong Trương Sinh trỗi dậy và trở thành một cái mồi lửa mà không thể nào dập tắt được. Trương Sinh quay trở về và cho rằng là vợ mình đã thất tiết, thế là đã mắng chửi rồi đã đánh đập Vũ Nương. Lúc đó thì Vũ Nương đã hết lời phân trần. Không vì người chồng là một người độc đoán vũ phu mà nàng dễ dàng chấp nhận chịu oan ức. Không vì cái việc là cái lễ giáo phong kiến ngày xưa, tiếng nói của người phụ nữ trong gia đình chúng ta biết đấy, dường như là không có giá trị. Nhưng mà khi mà bị nghi oan như thế, đã thế thì lại là một cái sự nghi oan về phẩm tiết của người phụ nữ, thì Vũ Nương đã cố gắng hết sức để phân trần, để mà giải thích cho Trương Sinh, đúng không ạ? Lòng tự trọng của Vũ Nương đã thôi thúc nàng tìm ra cái nguyên do khiến cho chồng nổi cơn ghen. Ở đó tác giả Nguyễn Dữ đã viết là nàng hỏi chuyện đó do ai nói ra, nhưng mà Trương Sinh có chịu nói đâu, không ạ? Đấy, thì chúng mình hình dung này, hãy đặt để mình ở cái góc nhìn từ xã hội ngày xưa nhé, từ xã hội phong kiến, thì chúng ta sẽ thấy người đàn ông trong gia đình là người có cái quyền quyết định cao nhất, thậm chí có thể áp đặt mọi cái suy nghĩ đối với những cái thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là đối với những người phụ nữ. Đây chưa ạ? Thế thì khi mà bị người chồng áp đặt cái suy nghĩ đó thì rất nhiều người vợ, rất nhiều những người phụ nữ chỉ biết chấp nhận thôi. Chỉ biết chấp nhận thôi, chỉ biết là chỉ có thể là chịu những cái lời mắng nhiếc đấy thôi. Nhưng ở đây Vũ Nương bằng cái lòng tự trọng của mình thì nàng không chấp nhận, đồng ý chưa ạ? Nhá, không chấp nhận chịu oan ức, tìm mọi cách để giải thích. Tôi cũng cố gắng kiên trì để xem là lý do tại sao Trương Sinh lại nghĩ như vậy. Nhưng mà vì cái sự độc đoán, vì cái sự hay ghen của Trương Sinh mà cuối cùng nàng đã không thể nào cứu vớt được, nàng đã không thể nào tự giải oan cho mình được. Khi mà thấy Trương Sinh đã quá hồ đồ rồi, quá độc đoán, không chịu nghe lời thanh minh, thì Vũ Nương có cái lời nói như thế nào ạ? Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi ra nghi thất. Nghĩa là thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng ấy là vì cái mong ước có một gia đình hạnh phúc và ấm êm. Đó là cái mong ước chính đáng, đúng không? Nhưng mà bây giờ Vũ Nương cũng nhận thức rất rõ, ý thức rất rõ về sự tan vỡ đã đến rồi. Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cây én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên vọng phu nữa. Lời thoại có rất nhiều các hình ảnh, đúng không các bạn? Lời thoại có rất nhiều những cái hình ảnh ước lệ ở đây. Bình rơi châm gãy này, mây tạnh mưa tan này, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, bông hoa rụng cuống, cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đều là những cái hình ảnh ước lệ cho tình cảnh tan vỡ các bạn nhé. Cho cái tình cảnh tan vỡ không thể gắn bó được nữa. Thế nên là tấm lòng này đâu còn có thể lên núi vọng phu kia nữa, đâu còn có thể một lòng mà chỉ vì cái hạnh phúc gia đình mà chấp nhận bị coi thường, chấp nhận bị vu oan như vậy nữa. Việc mà Vũ Nương ý thức rất rõ về sự tan vỡ như vậy cũng cho thấy là nàng không vì cái mong muốn là có được một gia đình hạnh phúc mà hạ mình sống trong sự rèm pha và tình cảnh tủi nhục các bạn nha. Đấy, thế nên ta thấy được rằng là lòng tự trọng của Vũ Nương đã được bộc lộ rất rõ trong ý thức về mối quan hệ của nàng với chàng Trương Sinh ở hiện tại. Đã tan vỡ rồi, mất đi sự tin tưởng hoàn toàn rồi. Rồi khi mà nàng đã không còn cách nào nữa, nàng đã dùng chính tính mạng của mình để chứng minh cho sự trong sạch. Đấy chính là một hành động được thôi thúc từ lòng tự trọng các bạn ạ. Có thể chúng ta thấy việc mà Vũ tự vẫn chẫm mình xuống sông Hoàng Giang là một cái hành động dại dột. Rồi có không ít những người còn cho rằng là Vũ Nương không biết nghĩ cho con nên mới làm như thế. Thì đó là cái góc độ đánh giá của mỗi người thôi. Nhưng ở đây các bạn hãy thử hiểu như thế này nhé. Nếu như mà Vũ Nương không tìm mọi cách chứng minh sự trong sạch của mình, chấp nhận hạ mình sống trong sự gièm pha, thì liệu rằng bé Đản có được người đời tôn trọng hay không? Khi mà nó là một đứa con của người đàn bà thất tiết, đúng không ạ? Thế nên nếu như nói đến việc là Vũ Nương có nghĩ cho con hay không, thì việc mà Vũ Nương lựa chọn cái chết, lựa chọn dùng cái chết để chứng minh cho sự trong sạch, cũng là một phần nghĩ cho con các bạn nhé. Đó hoàn toàn không phải là một hành động chỉ xuất phát từ sự dại dột đâu, mà đó là một hành động được thôi thúc từ cái tấm lòng tự trọng, từ lòng tự trọng của bản thân con đấy. Nhá, thì cái điều đó được thể hiện rất rõ trong lời nói với trời. Vũ Nương đã nói như thế nào ạ? Tiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch nghìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm ôm cho tiểu quả. Nghĩa là nếu như mà sự thật là Vũ Nương đoan trang giữ tiết, nếu như sự thật Vũ Nương là người trong sạch, thì khi mà nàng chết đi, xin được làm ngọc mỹ nương, xin được làm cỏ ngu mỹ là những cái hình ảnh đại diện cho sự trong sạch. Còn nếu như mà nàng làm sai, nếu như mà nàng là người lừa chồng dối con, khi chết đi sẽ làm mồi cho cá tôm, sẽ làm cơm cho diều quạ. Đây là một lời thề rất khẳng khái của Vũ Nương nhá, đồng ý chưa ạ? Một lời thề của Vũ Nương trước trời đất vì cái tấm lòng trong sạch của mình. Đó, trước khi mà chẫm mình xuống sông Hoàng Giang, nàng có cái lời nói như vậy cơ mà, chứ đâu phải là hoàn toàn dại dột. Nhớ chưa? Thì chúng ta có thể đánh giá rằng và thấy được rằng là cái hành động quyên sinh của Vũ Nương ấy, đây là một biểu hiện quyết liệt nhất của ý thức tự trọng. Với Vũ Nương thì tính mạng của mình có thể sử dụng để mà chứng minh cho sự trong sạch. Sự tồn tại của lòng tự trọng còn quan trọng hơn sự tồn tại của sinh mạng. Nên nàng đã dùng cái chết để minh oan cho chính mình. Nói với chồng, chồng không hiểu được. Bây giờ chỉ mong nói với trời để trời thấu cho. Và dùng cái hành động quyên sinh, hành động quyết liệt nhất ấy để minh chứng cho sự trong sạch của bản thân. Đó là cách mà Vũ Nương giữ gìn cái lòng tự trọng của mình. Thì không nào? Tuy rằng là cái lựa chọn này có mang màu sắc bi thảm và mang màu sắc của một cái thời đại xã hội như thế, nhưng có thể thấy là ở góc độ của Vũ Nương ấy, thì đây là giải pháp duy nhất rồi. Đúng không ạ? Một cái lựa chọn mang màu sắc văn hóa của một thời quá khứ, nhưng đây là cái lựa chọn duy nhất Vũ Nương có thể làm để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân rồi. Bởi vì các em thấy đấy, đâu phải là Vũ Nương chưa làm gì. Vũ Nương đã dùng mọi cách rồi, dùng lời nói không được, giải thích không được. Đó, rồi ý thức về sự tan vỡ không được. Và cuối cùng, nàng chỉ có thể tìm đến trời đất để mong trời đất chứng giám và thấu hiểu cho tấm lòng thôi. Và dùng cái hành động quyết liệt nhất ấy để bảo vệ cho sự trong sạch của mình thôi. Đúng không nào? Đấy nhá, thế nên là liên quan đến hành động quyên sinh của Vũ Nương sẽ có không ít những lời đánh giá, và chị biết rằng là góc độ của các em, những người đọc có thể là mới đọc lần đầu, đọc lần thứ hai, lần thứ ba, thì chúng mình vẫn đang dùng phần nhiều là góc độ của con người hiện đại để nhìn nhận về hành động của Vũ Nương. Chị mong là sau buổi ngày hôm nay các bạn sẽ đứng từ cái góc độ và đứng từ cái góc nhìn của cái xã hội phong kiến để nhìn nhận về hành động của Vũ Nương, để chúng ta thấy thương cảm hơn và chúng ta cũng thấy đồng cảm hơn, để thấy được rằng là Vũ Nương cũng không còn cách nào cả. Đó, đúng không ạ? Nhá. Và từ đó thì mình sẽ càng trân trọng hơn là Vũ Nương cũng đã dùng tất cả những gì có thể để mà chứng minh cho sự trong sạch rồi. Đây là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nét, và đặc biệt là ý thức rất rõ về lòng tự trọng, ý thức rất rõ về phẩm hạnh của bản thân. Đó là điều mà xứng đáng để được trân trọng chứ. Chị nghĩ rằng tấm lòng đó của Vũ Nương, tinh thần ấy của Vũ Nương là điều xứng đáng để được trân trọng, được ngợi ca, được bảo vệ, thay vì việc là bị phê phán các bạn ạ. Đúng không nào? Rồi, các bạn hình dung ra không? Các bạn đã hình dung ra về lòng tự trọng của Vũ Nương được thể hiện khi mà nàng bị nghi oan chưa? Các bạn đã hiểu về phần đó chưa nào? Có dẫn chứng nào các em chưa hiểu không? Chị nhắc lại nhé, ở trong lời thoại của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật Vũ Nương, chúng ta cũng nhận thấy là lời thoại của Vũ Nương so với cả những lời nói của Trương Sinh thì lời nói của Trương Sinh gần như là không được khắc họa nhiều, có luôn, đúng không ạ? Có rất là ít và không được khắc họa nhiều. Thì đấy phải chăng cũng là một ý đồ của tác giả? Bởi vì sao? Bởi vì là Trương Sinh ấy thì thất học mà, nên là phải ghi vào số lính ở loại đầu, nghĩa là so với học thức, so với cả cái sự hiểu biết thì có lẽ là Vũ Nương là người thấu tình đạt lý hơn Trương Sinh. Nên là cái lời nói của Vũ Nương ấy chúng ta thấy bao giờ cũng được tác giả xây dựng với rất nhiều các hình ảnh, là những cái lời nói mà nếu như chúng ta đọc lên chúng ta không thể nào đọc với một cái giọng bỗ bã được, không ạ? Mà sẽ là phải cái giọng điệu rất là khiêm nhường này, không ạ? Rất là tháo vát này, rất là hiểu biết này, rất là từ tốn này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy là trong những lời thoại của Vũ Nương ấy, dù là nói với ai, nói với chồng hay là nói với trời hay là nói với Phan Lang, thì tất cả đều có chứa chan những tình cảm ở đó, và đặc biệt là rất nhiều các hình ảnh ước lệ. Thì phải có hiểu biết, có sự am hiểu, phải có học thức thì mới sử dụng và mới có những cái từ ngữ đó, mới có những hình ảnh đó, lời nói của mình trước. Thế nên là khi mà đọc những lời thoại của Vũ Nương, các bạn nhớ là bám sát theo các chú thích trong sách giáo khoa để chúng ta hiểu đúng hướng nhé. Đồng ý chưa? Các bạn ơi, về lòng tự trọng của Vũ Nương được thể hiện khi mà nàng bị nghi oan thì các bạn đã hình dung ra chưa nào? Tiếp tục phản hồi cho chị biết nhé. Rồi, đồng ý. Đúng rồi, chúng ta đang học văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của chương trình lớp 9 nha. Các bạn 2K9 chú ý ở đây nhé. Về lịch học thì ở trên fanpage sẽ không cố định các em ạ. Chị sẽ không phát trực tiếp cố định ở một cái khung giờ nào ở trên fanpage cả. Mà nếu mà muốn lịch học cố định thì sẽ là lịch học ở trong các khóa học thôi. Khóa học văn VIP 2K9 thì chúng ta sẽ học cố định 2 buổi một tuần nhé. Còn những phần phát trực tiếp như thế này thì sẽ không có lịch cố định nha. Thì vừa rồi là chị cùng với các bạn chúng ta phân tích khoảng 3 cái luận điểm liên quan đến nhân vật Vũ Nương. Về vẻ đẹp nhan sắc này, về tấm lòng hiếu thảo này, về tinh thần giàu lòng tự trọng khi bị nghi oan này. Thì vẫn còn rất là nhiều những nội dung liên quan đến văn bản Chuyện người con gái Nam Xương. Thì có thể lướt một lượt để các bạn hình dung này. Đó là trong tài liệu này thì chúng mình sẽ có dàn ý như vừa rồi chị sử dụng để cùng xây dựng với các em, và chúng ta còn có những phần viết mẫu ngay bên dưới cái dàn ý đấy nữa để chúng ta học hỏi về cách diễn đạt này, có thêm vốn từ và biết được rằng là từ những gạch đầu dòng bây giờ mình viết hoàn chỉnh thì mình sẽ viết ra sao, đúng chưa? Đấy nhá, thế là có dàn ý, có viết mẫu, phần nào cũng như vậy. Và đặc biệt là đến cuối chúng ta sẽ có phần tổng kết và phần dẫn chứng liên hệ mở rộng nha. Đây là phần tổng kết này. Đây, vừa rồi có bạn nhỏ tìm hiểu về giá trị của tác phẩm, giá trị của văn bản này nhé, giá trị của văn bản Chuyện người con gái Nam Xương thôi. Thì chúng ta có thể thấy là có giá trị về nội dung và giá trị về nghệ thuật. Trong giá trị về nội dung thì có giá trị hiện thực, trị nhân đạo, có thể tham khảo nhé. Còn tóm gọn nhất thì chúng ta có thể thấy cái phần giá trị đấy được tổng kết lại trong cái khung ghi nhớ ở trong sách giáo khoa đấy. Và một điều đặc biệt nữa ở đây đó là trong mỗi tác phẩm, trong tài liệu về mỗi tác phẩm thì chúng ta luôn có phần liên hệ mở rộng ở cuối, bao gồm các cái dẫn chứng để em sử dụng liên hệ mở rộng khi phân tích này, những đoạn thơ hoặc là những lời nhận định để chúng ta linh hoạt hơn và tạo thêm cái sự mới mẻ, đặc sắc trong quá trình viết bài của mình nha. Đấy, Và cuối cùng thì có một lời nhắn nhủ nho nhỏ muốn gửi tới tất cả các bạn, những người mà đã đọc, đã học về chuyện người con gái Nam Xương. Thì câu chuyện về cuộc đời bi kịch của nàng Vũ Nương, một người phụ nữ đoan trang, thùy mị. Đây không chỉ là câu chuyện văn chương đâu, mà còn đem đến cho chúng ta những bài học cuộc sống rất đấy. Ta hãy luôn nhớ rằng là gì? Chỉ vì một chút đa nghi, không tin tưởng, có thể khiến cho hạnh phúc vĩnh viễn xa rời. Bởi vậy, đối với những người thân yêu của chúng ta, hãy luôn yêu thương, hãy luôn chăm sóc và có sự tin tưởng, quan tâm chân thành nhé. Mỗi văn bản sẽ đem đến cho chúng ta những bài học riêng, những cảm nhận riêng, và mong rằng là những cảm nhận, những bài học đó sẽ luôn được chúng ta đón nhận. Và từ đấy thì mình cũng thấy được vẻ đẹp của văn chương, thay vì việc là chúng ta chỉ học như một sự ép buộc, thay vì việc là chúng ta chỉ tìm hiểu nó rằng đấy là một tác phẩm mà có thể thi vào nên tôi học thôi. Chị mong là những giá trị, những ý nghĩa của các tác phẩm sẽ còn tác động tới nhận thức, tác động tới ý thức và tác động tới tình cảm của các em nữa nha. Đây là tài liệu ở trong khóa học văn VIP 2K9, nên bạn nào mà muốn sở hữu những bộ tài liệu như thế này về từng tác phẩm thì các em có thể đăng ký ngay khóa học văn VIP 2K9, khóa học mà chúng mình sẽ học từ đầu năm, từ bây giờ cho đến khi mà chúng mình thi vào 10 xong nhé. Lộ trình của khóa học thì nếu như các bạn muốn tìm hiểu, các em có thể là nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Học Cơ Sở. Thì đây, các bạn có thể nhìn qua một lượt về lộ trình của khóa học Văn VIP này nhé. Chị có chia ra thành 3 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là chuyên đề về kiến thức nền các tác phẩm. Chúng ta sẽ học thật kỹ, thật sâu về từng tác phẩm trong chương trình. Nên là bạn nào mà mất gốc, ta sẽ học để có thể lấy lại được cái gốc, cái cách phân tích, cảm nhận về từng tác phẩm một cách cơ bản nhất. Bạn nào mà chúng ta học sinh giỏi, ôn thi học sinh giỏi, ôn thi chuyên, thì những phần phân tích chuyên sâu, chi tiết như vậy cũng rất là cần thiết để xây dựng cho các em cái vốn hiểu biết về các tác phẩm, cũng như là áp dụng với các tác phẩm khác nữa. Rồi đến chuyên đề thứ hai là chúng ta sẽ học về phương pháp. Chúng mình học cách viết nghị luận văn học, cả dạng đoạn văn cho các bạn ở Hà Nội và dạng bài văn cho các bạn ở các tỉnh thành khác. Rồi chúng mình học cách viết nghị luận xã hội, chúng mình học cách trả lời các câu hỏi đọc hiểu. Đấy, và chuyên đề cuối cùng là chúng ta sẽ luyện đề trước khi thi. Đây là lộ trình đầy đủ và chi tiết nhất cho các bạn nhỏ 2K9 khi mà chúng mình học chương trình ngữ văn lớp 9 nhé. Có đầy đủ từ việc học tác phẩm này, học phương pháp này và cả luyện đề nữa. Thế nên là khóa học này đã được khởi động rồi, và chị rất mong là bạn nào vẫn còn những cái băn khoăn, em cũng có thể chủ động nhắn tin về cho fanpage để được giải đáp và đăng ký tham gia khóa học khi còn kịp thời nha. Còn buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dừng lại tại đây với những nội dung nho nhỏ liên quan đến văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Chị sẽ cùng gặp lại chúng ta ở trong những phần phát trực tiếp với các phần kiến thức khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng đồng hành với chị trong buổi tối ngày hôm nay. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!